Xin chào, xin chào. Chào mừng anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Đẹp Đẹp Vlog của mình. Rất nhiều chị em gặp phải tình trạng bị sẹo rỗ sau mụn. Vậy nguyên nhân bị sẹo rỗ sau mụn do đâu và cách khắc phục tình trạng bị sẹo rỗ như thế nào? Thì video này mình sẽ chia sẻ để anh chị và các bạn tham khảo thêm nhé. Trước khi đến với chủ đề chính, mình rất là hy vọng anh chị và các bạn có thể nhấn vào nút đăng ký kênh để hàng ngày chúng ta có thể gặp nhau nhiều hơn. Và anh chị cũng đừng quên nhấn vào nút quẻ chuông ngay bên cạnh để khi mình ra video mới thì anh chị và các bạn sẽ là người nhận được đầu tiên. Để dễ hiểu, mình sẽ chia video nó thành hai phần. Phần thứ nhất thì mình sẽ chia sẻ sẹo rỗ là gì và nguyên nhân gây nên sẹo rỗ sau mụn. Phần thứ hai thì mình sẽ chia sẻ cách để hạn chế tình trạng sẹo sau mụn nhé. Trước hết chúng ta cùng nhau tìm hiểu phần 1, sẹo rỗ là gì và nguyên nhân sẹo rỗ hình thành sau mụn. Sẹo rỗ là những cái vết thương lõm ở trên bề mặt da được hình thành khi tổn thương da đã hồi phục, và các cái vết sẹo rỗ này thường nhỏ hơn phạm vi kích thước vết thương và không gây ra hiện tượng đau nhức hay là khó chịu, nhưng khiến làn da của chúng ta trở nên lồi lõm, nhộn, khô nhám và sần sùi, làm mà chúng ta mất đi sự tự tin khi giao tiếp. Vậy nguyên nhân bị sẹo rỗ sau mụn là gì? Khi bị mụn nhẹ như là mụn đầu đen, mụn đầu trắng, sợi bã nhờn thì sẽ không để lại sẹo rỗ, da sẽ phục hồi và không để lại dấu vết gì ở trên da sau mụn nếu chúng ta chăm sóc da đúng cách. Nếu da bị mụn nặng như là mụn sưng viêm, mụn làm mủ thì rất là dễ để lại bị sẹo rỗ sau mụn, hoặc là da ban đầu bị mụn nhẹ nhưng chúng ta chăm sóc da không đúng cách dễ dẫn đến tình trạng mụn bị viêm nhiễm nặng hơn. Và ở cái quá trình này thì phần mụn viêm nó sẽ sưng tấy lên, tiêu hủy mô mỡ và tạo ra những cái ổ viêm nhỏ tại chỗ có mủ, tức là mô thì bị vi khuẩn ăn mất đi, làm sưng viêm, làm hư hại và hoại tử mô. Lúc này thì những cái tổ chức nguyên bào sợi sâu ở trong nang lông ở lớp trung bì bị tổn thương, bị đứt gãy, không sản xuất các protein collagen hoặc là elastin, từ đó làm mất khả năng tự lấp đầy vết thương tự nhiên. Sau khi mụn lành đi thì bề mặt da không liền lại được như ban đầu mà để lại dày đặc những cái lỗ nhỏ li ti mà chúng ta hay gọi là sẹo rỗ. Vậy có những cách nào để hạn chế việc hình thành sẹo rỗ khi bị mụn? Thứ nhất là khi bị mụn chúng ta nên chăm sóc da đúng cách để hạn chế là mụn trở nên nặng hơn, viêm nhiễm nặng, vì nếu bị mụn viêm nhiễm thì rất là dễ để lại sẹo rỗ. Như vậy phương pháp tốt nhất để phòng ngừa sẹo rỗ là hạn chế tối đa mụn ở trên da, cố gắng không để mụn bị viêm nhiễm. Nếu bị mụn nhẹ không viêm nhiễm thì nên dùng sữa rửa mặt dạng sữa dịu nhẹ là ok rồi. Nếu bị mụn mủ, mụn viêm nặng thì chúng ta nên dùng sữa rửa mặt sạch sâu cho da. Tốt nhất là nên dùng sữa rửa mặt dạng gel có chứa thành phần axit như là PHA, EHA hoặc là BHA sẽ làm sạch sâu hơn cho da. Đồng thời nên dùng tẩy tế bào chết hóa học như là EHA hoặc là BHA. Nếu da dầu lỗ trên lông to thì nên sử dụng BHA có nồng độ là từ 2-4%. Nếu da khô xỉn màu thì dùng EHA có nồng độ là 5-10%. Nếu da hỗn hợp thêm dầu thì chúng ta có thể sử dụng kết hợp cả EHA và BHA. BHA thì chúng ta sẽ sử dụng ở khu vực chữ T như là trán, mũi, nhân trung và cằm. Còn vùng da khô như là vùng chữ U thì chúng ta sẽ sử dụng EHA. Không dùng tẩy tế bào chết vật lý thì nếu dùng tẩy tế bào chết vật lý trong quá trình massage rất là dễ là mụn bị vỡ ra, lây lan vi khuẩn ra vùng da xung quanh. Thứ hai là chúng ta không nên tự ý cạy nặn mụn ngay tại nhà nếu không có chuyên môn về việc lấy nhân mụn. Việc lấy sạch nhân mụn sẽ hỗ trợ quá trình điều trị mụn nhanh hơn, tuy nhiên không phải loại mụn nào cũng lấy được. Có những loại mụn lấy được như là mụn đầu đen, mụn ẩn, sợi bã nhờn, nhưng cần lấy nhân mụn chuẩn y khoa và lấy mụn ở trong điều kiện vô khuẩn. Nếu mụn bị viêm nhiễm nặng thì chúng ta không nên tự ý cạy nặn mụn vì rất là dễ làm tình trạng mụn trở nên viêm nhiễm, trở nên nặng nề hơn, lây lan vi khuẩn ở các vùng da xung quanh. Khi bị mụn viêm nhiễm nặng thì chúng ta nên dùng thuốc điều trị để nó tiêu viêm, khô, gom cùi mụn lại, sau đó thì chúng ta mới xử lý nhân mụn sau. Mụn mủ, mụn viêm nhiễm nặng nên dùng các loại thuốc trị mụn có chứa các thành phần như là tazobactam hoặc là benzoyl peroxide để tiêu diệt vi khuẩn gây mụn, làm khô và gom cùi mụn lại trước. Thứ ba là để hạn chế hình thành sẹo rỗ khi bị mụn thì chúng ta nên kiêng đồ ăn dễ bị mưng mủ như là khoai lang, bắp nếp, đặc biệt là đồ nếp như là đồ bánh nếp, đồ xôi vân vân. Đồ nếp là thực phẩm có tính nóng, bởi vậy khi bạn bị mụn nhọt hoặc là các vết thương hở thì không nên ăn đồ nếp. Nếu ăn đồ nếp khi bị mụn nhọt có thể sẽ khiến vết thương bị mưng mủ và sưng tấy nhiều hơn. Vết thương sưng tấy mưng mủ là vết thương bị viêm nhiễm lâu lành và rất là dễ để lại sẹo rỗ trên da.
Thứ tư, khi vừa hết mụn thì cần phải điều trị sẹo rỗ ngay. Hết ở đây không phải là sạch mụn 100%, mà hết mụn viêm nhiễm nặng, mụn giảm là kết hợp điều trị sẹo rỗ luôn. Nếu đã lỡ bị sẹo rỗ thì nên điều trị càng sớm càng tốt. Việc điều trị sẹo rỗ không hề dễ dàng, tốn rất là nhiều thời gian và tiền bạc. Nếu để sẹo rỗ càng lâu thì càng khó điều trị. 3 tháng đầu tiên khi bị sẹo rỗ thì cần phải điều trị sẹo rỗ ngay. Do mô dưới da chưa bị co kéo sơ cứng nên việc điều trị sẹo rỗ sẽ dễ dàng hơn, nhanh chóng hơn và có thể hết từ 90-100%. Nếu để sẹo rỗ càng lâu thì thời gian điều trị sẽ càng lâu và hiệu quả điều trị sẽ thấp dần xuống. Như vậy mình đã chia sẻ với anh chị và các bạn những cái cách để chúng ta hạn chế bị sẹo sau mụn. Anh chị và các bạn có thể tham khảo thêm. Hy vọng video này của mình sẽ hữu ích cho anh chị và các bạn. Cảm ơn anh chị và các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu anh chị và các bạn cảm thấy video này của mình hay và hữu ích, đừng quên cho mình một like và đăng ký kênh của mình, cũng như nhấn nút quả chuông ngay bên cạnh để cập nhật video mới nhất từ Đồ Đẹp Vlog nhé. Một lần nữa cho phép mình gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả anh chị và các bạn đã luôn yêu thương, ủng hộ và đồng hành cùng kênh Đồ Đẹp Vlog của mình. Hẹn gặp lại tất cả anh chị và các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.